Trong hành trình khám phá vũ trụ, bạn đồng hành chính là kính viễn vọng không gian Hubble. Không có thiết bị khoa học nào trong lịch sử tiết lộ nhiều điều hoặc đưa chúng ta đi xa đến vậy. Được cố định phía trên bầu khí quyển trái đất, Hubble thấy được những điều chúng ta không thể. Sử dụng màu sắc sặc sỡ để miêu tả dữ liệu khoa học, Hubble vẽ lên những bức tranh đẹp chưa từng có. Những bức tranh dung hòa giữa nghệ thuật và khoa học, hình thành mối liên kết giữa những thế lực quyền năng nhất tự nhiên và tâm linh con người. Kiệt tác của Hubble. Vẽ tranh bằng ánh sáng. Từ thời hồng hoang, ánh sáng đã tồn tại. Ánh sáng nhiều đến nỗi khi vũ trụ hình thành, mọi chốn trong không gian đều tỏa màu trắng nóng bỏng. Nhưng nó không kéo dài lâu. Khi vũ trụ ban sơ mở rộng, nó nguội lạnh và ánh sáng mở dần. Suốt 200 triệu năm, bóng tối ngự trị. Và rồi ánh sáng lại hồi sinh. Trọng lực đã mang đến cho vũ trụ một diện mạo mới. Trọng lực hút các vật chất lại tạo thành đám mây xoắn khổng lồ. Sâu bên trong đám mây, các hạt vật chất dày đặc kết hợp lại và phát sáng. Khi sự tập trung ngày càng lớn, áp suất và nhiệt độ trong lõi của chúng trở nên to lớn. Cho đến khi, với một tia chớp, phản ứng hạt nhân kích hoạt. Bất thình lình, một hình thái ánh sáng mới tỏa sáng khắp vũ trụ. Ánh sáng của vô số ngôi sao mới sinh. Nhắc đến thành phần một bức tranh, bạn sẽ nghĩ đến màu sắc, hình dạng, vật thể. Nhưng bạn không nghĩ đến ánh sáng giúp bạn nhìn thấy được bức tranh. Trong không gian, điều đó lại trái ngược. Ánh sáng chính là vật thể, nhất là ánh sáng từ các ngôi sao. Đó chính là cách mà ánh sáng sao tương tác với vật chất xung quanh, giúp cho vũ trụ dễ nhận biết với các nhà thiên văn. Kính viễn vọng không gian Hubble nhắc chúng ta nhớ rằng, trong vũ trụ được vẽ nên bởi ánh sáng sao, vẻ đẹp và khoa học thường song hành cùng nhau. Không giống các thiết bị khác, Hubble được thiết kế nhằm khám phá các chi tiết trong ánh sáng từ các ngôi sao. Trong lõi mỗi ngôi sao là nhà máy hạt nhân tự nhiên biến hydro, nguyên tố phổ biến nhất, thành heli. Phản ứng này sản sinh năng lượng lan tỏa bên trong ngôi sao, cho đến khi phát ra dưới dạng ánh sáng. Khi ánh sáng sao du hành qua không gian, nó thắp sáng vật chất xung quanh ngôi sao. Những vật chất này có thể hấp thụ, phản chiếu và phát sáng lại theo nhiều hướng. Nó còn thắp sáng lượng khí còn lại sau khi hình thành ngôi sao. Thông thường, khí giữa các vì sao là trong suốt, nhưng khi được tạo năng lượng bởi các ngôi sao gần kề, nó bị ion hóa và tỏa ra ánh sáng nhiều màu sắc.
Trên trái đất, thành phố cũng được thắp sáng theo nguyên lý tương tự với biển báo neon nhiều màu. Khí tạo nên màu sắc cho hình ảnh của Hubble, nhưng bụi mới là thứ tạo nên những khung cảnh choáng ngợp nhất trong không gian. Bụi dưới dạng các hạt li ti, không lớn hơn phân tử khói là bao nhiêu. Nhưng khi hàng ngàn tỷ hạt bụi tập trung lại, chúng ngăn và hấp thụ ánh sáng. Dải ngân hà có rất nhiều bụi. Khi có đám mây khí phát sáng làm nền, bụi trở nên nổi bật. Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất chính là tinh vân đầu ngựa. Nhìn từ xa, trông nó như cái lỗ hình đầu ngựa được khắc lên đám khí xung quanh. Nhưng nhìn kỹ hơn, Hubble tiết lộ điều mà tinh vân đầu ngựa chưa từng hé lộ. Một tháp bụi đen to lớn đến nỗi phải mất 2 năm để ánh sáng đi từ đầu móng đến mầm của nó. Những đám mây đen kiểu này thường xuất hiện ở nơi hình thành các ngôi sao mới. Chúng gồm các nguyên tử như carbon và silicon vốn cần thiết để hình thành hành tinh rắn như trái đất. Ngay khi bụi và đá hình thành mặt đất dưới chân chúng ta, các hạt bụi nhỏ bắt đầu cuốn vào đám mây đen kiểu này. Giả sử toàn bộ lớp bụi chặn ánh sáng, nó vẫn làm cho vũ trụ trở nên lung linh. Nhưng bụi còn làm được điều thú vị hơn thế. Nó có thể phân tán ánh sáng. Để chứng kiến cảnh tượng kỳ diệu này, kính Hubble phóng tầm mắt ra khắp dải ngân hà, đến một ngôi sao rất đẹp và rất xa, cách 20,000 năm ánh sáng. Thông thường, một ngôi sao như vậy chẳng khác gì một chùm sáng yếu ớt. Nhưng đây là một ngôi sao khổng lồ, một trong những ngôi sao sáng nhất dải ngân hà. Nó cũng đang bên bờ cạn kiệt năng lượng, và như ngọn lửa sắp tàn, bao quanh nó là những đám mây bụi giống như khói. Đầu năm 2002, ngôi sao đột nhiên bừng sáng rồi vụt tắt. Khi Hubble quan sát, tia sáng sản sinh ra một thứ được gọi là tiếng vọng của ánh sáng. Nhiều tháng sau, Hubble ghi nhận ánh sáng ban đầu của ngôi sao phân tán và phản chiếu vào đám bụi xung quanh. Xem loạt hình này, kết quả tạo ra là ảo ảnh một bông hoa đang nở. Gần chúng ta hơn, đây là loạt ảnh chụp sao hỏa cho thấy hiệu ứng phân tán ánh sáng. Thông thường, đặc điểm trên bề mặt sao hỏa khiến nó trở thành mục tiêu dễ quan sát của Hubble, cho đến khi cơn bão bao phủ lấy sao hỏa trong đám bụi. Thất tinh, cụm sao còn được gọi là bảy chị em, trải qua đám mây bụi trong hành trình qua dải ngân hà. Trong bức ảnh được chụp bởi kính viễn vọng trên mặt đất, có thể thấy đám bụi phân tán ánh sáng của những ngôi sao xanh này. Để nhìn gần hơn, kính Hubble được sử dụng nhằm khám phá chi tiết hơn về đám bụi.
Kính viễn vọng hé lộ đặc điểm gió cuốn gây ra bởi lực từ ánh sáng sao giúp đẩy lùi đám bụi. Ý tưởng ánh sáng di chuyển vật chất có thể khá bất ngờ, nhưng nó xuất phát từ quy luật căn bản nhất của tự nhiên. Ánh sáng mang năng lượng. Khi ánh sáng bị các phân tử bụi hấp thụ, năng lượng khiến bụi bị dội lại. Khi tác động này diễn ra với quy mô lớn, ánh sáng sao không chỉ là họa sĩ của vũ trụ, mà nó còn là nhà điêu khắc. Không nơi nào mà sức mạnh điêu khắc của ánh sáng sao biểu hiện rõ ràng hơn tinh vân đại bàng. Hình ảnh từ hút bụi cho thấy một cột trụ màu đen nổi lên giữa đám mây khí phát sáng. Các ngôi sao đang hình thành trong cột trụ này, cho dù nó được tạo hình và ăn mòn bởi ánh sáng mạnh của các ngôi sao khác trong tinh vân. Khung cảnh đẹp chưa từng thấy của tinh vân đại bàng là bằng chứng sống động nhất cho sức mạnh của ánh sáng. Cũng giống như gió sa mạc hình thành và di chuyển những cồn cát khổng lồ. Ở đây, ánh sáng giống như bàn tay vô hình hướng dẫn cho hoạt động sáng tạo và phá hủy cũng như sự phức tạp trong không gian. Dù nhìn vào chỗ nào trong vũ trụ, tâm nhìn của chúng ta được quyết định bởi sự kết hợp vật chất và ánh sáng. Khi quan sát toàn bộ thiên hà, các đám mây khí phát sáng bừng cháy bởi nguồn năng lượng của ngôi sao mới sinh giống như những ngọn núi phủ tuyết. Trong khi những đám mây bụi xuyên qua khu vực hình thành ngôi sao trông như mạng lưới sông hồ. Kính hút bụi cho chúng ta thấy làm sao mà những cấu trúc ánh sáng và bóng tối tạo nên ấn tượng của chúng ta về thiên hà, cũng như cung cấp kiến thức về những lực lượng tạo nên diện mạo của chúng. Với hút bụi, chúng ta không chỉ ngắm vũ trụ được vẽ nhờ ánh sáng mà cả những kiệt tác và những nơi mà kính viễn vọng mạnh nhất có thể hé lộ nét đẹp tiềm ẩn trong những ánh sáng xa xăm trên bầu trời đêm. Một họa sĩ tài năng không tự nhiên mà thành tài. Phải mất nhiều năm rèn luyện, khám phá, trước khi tài năng sáng tạo chín muồi và sẵn sàng vẽ vật thể lớn hơn lên cung tranh. Điều đó cũng đúng với kính viễn vọng không gian hút bụi, đang ở quỹ đạo của trái đất và ghi lại hình ảnh trong không gian gần hai thập kỷ qua. Dù còn cả một sự nghiệp lâu dài, nhưng hiện tại Hubble đã mang đến những kiệt tác vĩ đại.
Đó là nhờ Hubble được thiết kế để mang đến hình ảnh sắc nét, xuyên suốt nhất về vũ trụ. Nhưng nó không thể quan sát nhiều vị trí trên bầu trời vào một thời điểm. Một khung hình từ đám mây tân tiến nhất của Hubble bao phủ 1/10 đường kính mặt trăng. Nghĩa là những vật thể thú vị nhất vũ trụ lớn đến nỗi không vừa tầm nhìn của Hubble. Khi phóng Hubble, các nhà thiên văn có cả một danh sách dài những thứ họ muốn ngắm. Giờ thì Hubble đã thấy hết chúng. Các nhà thiên văn lại muốn sáng tạo thêm. Đó là dùng Hubble chụp ảnh vừa sắc nét vừa to lớn. Về nguyên lý thì rất dễ. Có điều lại mất nhiều thời gian. Có thời gian, bạn có thể hướng kính viễn vọng qua lại ở các góc liền kề trên bầu trời. Nhờ đó mà bạn có hàng tá bức ảnh rời. Nhưng khi ghép lại, chúng trở thành một bức ảnh khổng lồ. Khi bạn cố gắng thu lấy hình ảnh vũ trụ, đó là nỗ lực không thể bị đánh ai. Đó chính là những gì các nhà thiên văn quyết định làm khi họ muốn cảm nhận toàn bộ vũ trụ ở thời điểm chưa đầy nửa số tuổi hiện nay. Đầu tiên, họ chọn một góc trống trên bầu trời vốn không có một ngôi sao thiên hà nào kế cận. Nơi tốt nhất hóa ra lại là góc của chòm sao Bắt Đầu, một trong những nhóm sao dễ nhận biết nhất trên bầu trời đêm. So sánh với nhóm Bắt Đầu, khu vực các nhà thiên văn kiểm tra là một mảnh nhỏ hẹp, có thể dễ dàng bị che bằng một ngón tay hướng lên trời. Nhưng để chụp lại góc nhỏ này của vũ trụ, Hubble phải chụp hơn 500 bức ảnh rời, sử dụng nhiều bộ lọc khác nhau. Sau cùng, toàn bộ thông tin này được tổng hợp thành một bức ảnh khổng lồ có ít nhất 5 vạn thiên hà. Quan sát một mảnh nhỏ của bầu trời đêm là trải nghiệm vũ trụ ở độ to lớn và đa dạng của nó. Chỉ Hubble mới có thể tạo ra quang cảnh như thế này. Một quang cảnh mở ra không gian sâu thẳm cho mắt người hơn bất kỳ tấm ảnh nào khác trong lịch sử. Nhìn gần hơn, Hubble phát hiện các thiên hà có sự đa dạng đáng kinh ngạc. Một số thiên hà có dạng xoắn ốc như dải ngân hà của chúng ta. Nhưng số khác lại có dạng lộn xộn và méo mó. Những thiên hà này vẫn đang hình thành. Do ở quá xa, ánh sáng của chúng phải mất hàng tỷ năm mới đến được với chúng ta. Hubble nhìn thấy chúng không phải dưới hình dạng hiện tại, mà là hình dạng của cách đây hàng tỷ năm, khi vũ trụ vừa mới hình thành. Khả năng của Hubble trong việc ghép hình từ nhiều khung ảnh nhỏ đồng nghĩa chúng ta có thể quan sát toàn bộ thiên hà. Hubble
Thiên hà này nhỏ hơn dải Ngân Hà, nhưng nó khá gần. Thay vì mất hàng tỷ năm, ánh sáng của nó chỉ mất 12 triệu năm để đến được đây. Do đó, đây là đối tượng lý tưởng để nghiên cứu hình thái thiên hà. Giống như các bản sao xa xăm, thiên hà này không có hình xoắn ốc, mà gồm những ngôi sao xếp lộn xộn. Diện mạo không định hình của nó là kết quả của vụ va chạm giữa các thiên hà nhỏ hơn, mà trọng lực bị hút vào nhau để hình thành hệ thống lớn hơn. Vụ va chạm này làm kích hoạt vụ nổ hình thành nên ngôi sao. Đây là hàng nghìn ngôi sao trẻ cùng với ánh sáng hồng. Những đám mây khí hydro nơi những ngôi sao mới đang hình thành. Từ vũ trụ rộng lớn cho đến thiên hà, Hubble hé lộ vẻ đẹp và kiến thức ở nhiều cấp độ và khoảng cách lớn. Nhưng kiệt tác lớn nhất lại đến từ khám phá của khu vực hình thành sao gần trái đất nhất. Ánh sáng từ tinh vân Lạc Hộ mất 1.500 năm để đến được với chúng ta. Thậm chí nó còn được nhìn thấy bởi mắt thường, vốn là một phần chòm sao Lạc Hộ. Một chiếc ống nhòm đã đủ để nhận ra đây không phải là ngôi sao bình thường, mà giống như một mảng sương mù trên bầu trời. Trên thế giới, các kính viễn vọng đã phát hiện các mảnh sương mù này là một tinh vân nơi ngôi sao mới đang hình thành. Nhưng cho đến tận bây giờ, không có kính viễn vọng nào có thể nhìn thấy tinh vân Lạc Hộ ở mức độ chi tiết như thế này. Hơn 500 ảnh được chụp để tạo nên tấm ảnh ghép tinh tế này. Qua con mắt của Hubble, tinh vân được hé lộ một đám mây khí quần quần khổng lồ. Cấu trúc của nó giống như vỏ sò đang mở về phía chúng ta. Ở trung tâm là cha Belzeun, bốn ngôi sao khổng lồ sáng gấp 10 vạn lần mặt trời. Những ngôi sao này sản sinh đủ bức xạ cực tím để tạo năng lượng cho khí hydro xung quanh và thắp sáng phần bên trong tinh vân, giống như ngọn lửa trong đèn. Những ngôi sao này còn tạo những cơn gió các phân tử tốc độ cao đẩy đám mây khí từ xa trung tâm. Với Hubble, nhà thiên văn có thể nghiên cứu từng vết gợn và nếp gấp trong cấu trúc phức tạp của tinh vân để hiểu rõ hơn quá trình này. Để hiểu rõ hơn, hình ảnh Hubble được kết hợp với hình ảnh hồng ngoại từ kính viễn vọng không gian Spitzer. Nó thể hiện nhiều hoạt động và cấu trúc hơn ở những vùng mà mây khí quá lạnh không đủ để phát sáng, ở những vùng quang phổ mà mắt thường thấy được. Màu sắc bổ sung cho vẻ đẹp của bức ảnh cũng là chìa khóa để hiểu được thành phần hóa học của tinh vân. Một phần màu lục nhạt là của nguyên tử lưu huỳnh. Màu đỏ quang viền ngoài tinh vân do hợp chất hóa học dâu carbon. Và còn nhiều nữa. Một trong những khám phá quan trọng nhất, Hubble xác nhận tinh vân Lạc Hộ đại diện cho thế hệ mới khai sinh của hàng ngàn ngôi sao. And a new beginning for thousands of stars.
Khi Hubble tìm kiếm giữa những đám mây mỏng manh, nó tìm thấy bằng chứng phong phú cho thấy hệ mặt trời mới đang được tạo ra ở đây, cũng giống như hệ mặt trời của chúng ta cách đây hàng tỷ năm. Nhìn hình ảnh lộng lẫy này, trong số nhiều hình ảnh tuyệt diệu từ Hubble, chúng ta tiến đến một nhận thức sâu sắc. Không chỉ là vẻ đẹp trừu tượng thu hút chúng ta đến với kiệt tác này, mà là linh cảm về kỳ quan bên trong chứa đựng một sự thật giúp chúng ta biết về nguồn gốc của mình. Một sự thật kết nối chúng ta với vũ trụ và chúng ta quan sát.